Đây, cái này mà mấy thánh mà chơi game ở Việt Nam á, mà nhìn thấy cái bàn này rồi thế nào cũng đòi cha mẹ mua một cái. Đang chơi game, ngồi xuống chơi game nha, bắt đầu bấm lên, cái đứng lên nghe. 1 2 3 đứng lên nghe. Hăng quá. Lên luôn. Cái khu này họ set up vậy cho mình thấy là giống như cái khu mà studio ở trong nhà mình á, để mình nghe nhạc rồi chơi đó. Đó. Đó ha. Ở trong này họ bán cái giường niệm các kiểu các thứ các bạn, mà mình thấy rải rác, cũng có các bạn trẻ mệt mỏi cái vô nằm cái ngủ luôn nha. Họ cũng không có rầy nữa. Đây nè, phố mép ngủ giờ ngủ tới chiều người ta cũng không rầy nữa. Mát nữa. Đó. Hello. Xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì bữa nay ngày hôm nay Hiển muốn mời đại gia đình tham quan một vòng ở trong cái khu shop ở phía sau lưng Hiển, gọi là IKEA. IKEA này của người Thụy Điển làm chủ nha các bạn. Thì trước đây ở Úc này những cái giá mà về vấn đề mà đồ furniture đồ này kia nó rất là mắc tiền. Từ ngày có cái IKEA này á, là cái công ty của người Thụy Điển họ qua Úc họ mở mới đầu 1-2 rồi nhiều cái chi nhánh toàn quốc Úc, thành thử là những cái món đồ nó hạ giảm lại rồi, cái người dân Úc rất là vui mừng, tại vì nó có những sự cạnh tranh thì cái giá cả nó sẽ hạ xuống. Thì đồ của IKEA mà thường thường người ta nó hỏi mua ở đâu, nó mua IKEA, nó bán đủ thứ từ mền mùng chiếu gối bàn bông hoa cây kiển hay là tất cả những cái gì gia đình mình xài là họ bán hết. Có đồ nhà bếp nữa. Có hết. Thì bữa nay trả lời thử coi nó có bán những cái mặt hàng nào mới lạ hơn không. Bây giờ mời các bạn nha. Đây là cái giỏ cho mình đựng đồ để mình mua đó. Mình mua xong rồi thì mình mua xong mình muốn mua luôn, mình mua còn mấy mình trả lời cho nó. Bây giờ lấy một cái đi. Lấy cái hả? Có mua gì sách chứ. Quả anh dai đi. Các bạn biết à, IKEA họ làm cái gì cũng bự lớn như vậy nè, cho mình đi mua mới đựng được nhiều. Chứ mình lấy cái vỏ có chút xíu rồi đựng được nhiều rồi, quải đi. Quải, à đây. Ở Úc này có câu nói là mua đồ ở IKEA rất là phong phú, rất là đa dạng. Chúng ta vô đây rồi đó, chúng ta mua các thứ luôn. Ví dụ như cái phòng này là cái phòng gia đình ha, thì mình thấy à, ở đây họ bán là tủ nè, tivi nè, rồi các thứ ghế bàn ha, cái gì là mình ở nhà mình cần là trong này có hết, những kể cả những cái kệ như thế này luôn đó. Đây là những cái đồ hàng mẫu không á, chứ không phải họ chân chơi đâu, ghế nào cũng vậy, dễ thương ghê. Đây nè, có những cái màn sáo đồ như thế này nữa nè đó. Đây cái phòng bếp bên đây. Đây. Mấy cái này là mấy cái hàng mẫu thôi, để cho mình xem. Hàng mẫu không đó. Thì những cái đồ ở đây họ cho mình biết là cái tỷ như cái này là 3.4, cái này là bao nhiêu. Mày từ nào? Ngón tiền là cái này 10 đồng. Mình ghi cái số của nó là mình đi tìm mình đó, mua thôi. Cái ký hiệu của nó vậy đó, ai kia số mấy đó, đó. Đây các thứ. Tô này dễ thương quá, hồi nó có cái tô mà thứ bự mình lấy vàng chừng chục cái coi, để giờ ăn phở coi. À đây nè. Cũng nhỏ, cái đó cũng nhỏ. Nhỏ bự nữa. Đây có cái bình này, cái bình đựng rượu, ngâm rượu hay gì đó nè. Nước. Nước hay rượu cũng nước. Được, có gì đâu. Để ai, đám hổ mang vô. Ai uống nước thì uống, ai uống rượu thì uống. Đó, cái này những cái bàn ghế ngồi ngoài sân đó các bạn. Chúng ta ngồi ngoài sân chơi rồi này kia đó. Cái này để thêm nữa được cái nè. Tiện quá ha. Hai bên luôn nha các bạn. Cho nó dài ra. Ngồi vậy là 4 người, mà mình đưa ra nữa thì được 10 người. Đó. Cái giá này nhiêu vậy? Đó, coi thử coi. Bên này nè, 250. 249 đồng. Đồ của IKEA đó, Hiển nói là nó rất là dày chặt, nó rất là tốt nha các bạn. Chứ không phải mà mình nói mà cái dạng yếu đâu, yếu ợt đâu. Tốt lắm, cứng lắm. Ở nhà mình mấy đứa nhỏ mà mua đồ furniture để học hành rồi kia cũng mua IKEA đó. Cái này đại khái họ trưng bày cái phòng này giống như cho những người làm những công việc như là móng tay móng chân gì đó các bạn, làm đẹp á, làm đẹp nail, làm sắp nail, làm nail cho phụ nữ đồ này kia đó. Đã. Hay quá, đẹp.
khung nhôm nữa này, bàn tủ được cũng vậy nè, các bạn thấy không? Mình muốn mua cái này, cái mình ghi cái số number của cái này nè, cái mình ra cái kia mình tự lấy. Cái này là 130, cái này, cái này là bao nhiêu cũng không thấy, đây bên đây, cái này 55, cái đèn. Những cái đồ, cái này là các bạn biết là nhà thường thường hay có cái máy hiên phía trước, phía sau, đồ này kia đó, là chúng ta ngồi. Ngồi chơi, ai muốn gối thì có gối. Đây là đèn đèn cày, đèn mũi rồi. Đấy, các bạn thấy ở trong này họ bán không thiếu một cái thứ gì. Kể cả những cây giả để mà mình để chơi cũng có nữa. Đây, nguyên cái khu này là living room, là họ bán những cái đồ và phòng khách đồ này kia, dưới phòng gia đình đồ này kia cho mình đó. Cái sofa. Trời ơi, mê quá phố bếp rồi. Hay quá, có những cái ghế nhỏ đồ này kia cho người ta ngồi chơi á. Đây á, nằm. Cái này để ghế để nằm coi phim á. Cái này chứ single ngủ được. Đây. Ha. Đây các bạn thấy không, phong cách. Ồ, cái tủ này nó gọn quá ha. Đúng vậy, cái đó là để đồ chén kiểu, chén dĩa đồ chơi vậy đó, cái góc này đó. Ủa nó bằng sắt anh này. Cái tủ này mà có mấy trăm à, có 700 à. Đẹp quá nha. Cái này 249 nè, mà bằng sắt này có chìa khóa rồi luôn kìa. Này đẹp quá. À, này đẹp quá. Có khóa luôn. Có này có 249 đồng à. Đẹp quá. Này. Cái này nó rời nha, mình muốn khiêng đâu mình khiêng. Yeah. Cái này họ làm cho những người mà muốn thích đưa ra ngoài nấu nướng hoặc là barbecue đồ chơi đó các bạn. Mình rinh cái này ra ngoài cái mình nấu đồ này kia rồi. Sáng rinh ra, chiều rinh vô. Đại khái cái này là 220. Cái giòi này là 50. Hay chứ. Từ chút vậy thôi. Ồ, mấy cái ghế này giờ thấy sạch nè. Đây, vô cái bếp này mới là dữ dằn à. Cái gì thấy sạch ha. Rồi. Nè bằng meca. Ừ. Không bể, không thấm nước. 119 đồng cái. Trời ơi, cái sinh này có 209 nè, phố bếp. Thấy đẹp không? Ừ. Cái này 100 nữa. Gọn ha. Thấy đẹp quá vậy ta, sao mà đó. Mình không lên đây mình mua cái cây của mình ta. Muốn mua cây đó không? Lấy cái số về liền mấy kia. À, cái bàn này gọn ha. Để giữ cái mình kéo ra. À. Đây, tới cái khu gọi là garden, garden giả. Ai thích chơi với đồ giả thì làm giống vậy. Ô, thấy thương quá nè, phó bếp. Giả giả chứ giờ em thấy cũng đẹp chứ. Nè, thấy không? Giả giả chứ giờ cũng đẹp chứ. Ờ, cũng giống hơn chứ. Nhiều người họ thích để một chút chơi chỗ cái bếp hay gì này kia vậy đó. Ở trong này nó có cái lớp mũ. Ở nước nó không có lọt ra ngoài. À, cái đó là mình để cái chậu kỹ vô. Vô về rồi mình tưới nước ngày qua ngày. Hay ha. Ừ. Cái phòng này các bạn biết là để cho old man, là người già, đây có cái sưởi nè. Người già phải cần sưởi nha. À, hai cái ghế này là biết cho old man rồi. Đây. Đây. Ngồi luôn. Đây các bạn thấy không, old man ngồi khác hơn young man. Ủa nó làm cái này hình giả vậy mà ở trên mình nghe tiếng lưỡi của trái vậy. Nó có âm thanh ở trên nữa. Hèn chi. Cho mình vô đây mình cảm giác ấm cúng nè. Ừ. À, được ạ. À. Vô này được ạ. À. Lớn sáng lên nè. Yeah. Nó mờ lên nè. Bớt lại, lưu lại. Đó, hay không? Đẹp quá hả? Sau khi mà thử mà dặn là on, off rồi tới nhá lui rồi đó các bạn. Thì thấy cũng khoái. Đó, khoái thì vớt liền. 35 đồng. Đây. Mua một cái nha. Ừ. Về cái đầu tối tối cho phố bếp ngồi sau hè giống như tưởng tượng như đang đốt lửa rồi này kia đó. Thiêu ngọn đèn trong
cái đèn hồi xưa ở Việt Nam á là mình có cái ống khói đậy lại nè. Dạ đúng rồi, đó cái ống khói nè. Rồi cái lâu lâu mình phải gỡ ra mình chùi cái rồi, cái lọ ở trong. Và cái này chắc thì cái những người mà họ có những cái sáng kiến họ làm cho mình không có cực, nhưng mà nó mình nhìn cũng giống như cái đèn dầu vậy đó. Nó... À, vậy là ở đây nó bán cái bóng đèn của nó luôn hả? Ừ. Nè, có cần mình mua thêm cái bóng đèn không? Nhiều cái. Ủa sao mà cái đèn nó có 35 mà cái ống cái bóng đèn tới 15 dữ vậy? Ờ, vậy. Sao có thích không? Sư cua luôn phải không? Rồi, làm thêm một món nữa. Bây giờ mua cái đèn. Mà lỡ mà cái bóng nó đứt rồi làm sao phải mua thêm cái bóng. Mà các bạn biết cái đèn là 35 mà cái bóng nó tới 15 đồng á. Ừ, rồi, tiếp tục. Thì mình đi tới cái gian hàng này đó các bạn. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng phòng khách đồ, phòng bếp rồi này kia, những cái món đồ. Giờ tới cái những cái vật dụng cho văn phòng. Thì ở đây họ có máy tính cho mình tự mình bấm mình đo đạt cái nhà mình bao nhiêu, lên bao nhiêu, ngang bao nhiêu, rồi mình tự mình ở đây họ bán đủ size đủ cỡ để mình mua về mình gắn. Thì ở đây cái shop IKEA này nó hay cái chỗ đó đó, cỡ nào mình mua về mình làm cũng được hết. Rồi mấy đứa trẻ nó thích là nó thích như vậy đó, nó thích mua rồi nó tự về nó ráp rồi nó mài mò rồi kia chơi. Người ta làm gì ta mới để cái tivi vô được phải không? À, các bạn thấy nguyên cái dàn tủ mà để tivi. Hồi xưa cái tủ mà làm để cho mình để tivi nó có chút xíu chỗ này ha. Tại hồi đó cái tủ cái tivi lớn nhất là chỉ mấy chục inch nè. Mấy chục inch rồi, bây giờ cái tivi bề ngang của nó từ nó mới... đây qua đây là 60 inch đó. Cái này 54 rồi nè. Đó. Mà mua cái tivi bây giờ nó lớn nữa, đúng, bây giờ người ta phải chừa không gian rộng. Mà cái tủ các bạn thấy nhìn thấy đẹp chắc chắn, nhưng mà có 1950 như 2000. Thì các bạn biết hồi nãy giờ mình đi là phòng khách, là phòng bếp nè, rồi cái phòng làm việc nè. Bây giờ tới cái phòng chơi game của mấy đứa nhỏ. Đây cái bàn tay để là number one nè. Đó. Đó, ngồi xuống bắn game luôn phó bếp, dữ dằn á. Con em biết bắn không? Đây nè, nó có mấy cái này để cho mấy đứa nhỏ nó chụp lên nó chơi nữa. Ồ, nó gắn cái đèn phía trong hả? Dạ, yeah. Cho mình thấy nó mờ ảo nó. Ảo ảo đẹp ha. Nó ảo dịu vậy. Gắn phía trong làm cho cái đèn nó thấy ra sáng sáng nữa được. Cái đèn là gì mà họ design, các bạn biết cái bóng đèn có chút xíu thôi mà mình nhìn thấy rất là đẹp. Nó ngộ. Có 100 bạc chứ nhiều phó biết. Quá trời đẹp luôn. Ủa mình muốn ấy mình ship đó là được không ta? Đó. Ờ, coi như là mình ngủ là mình kéo nó luôn. Cái nó mờ lại. Mờ lại đồ. Hay quá. Đây, cái miếng này, miếng để trải bàn cho mấy nhỏ nó học đó các bạn. Cho đó đây nè, đó đây nè. Nó đừng có chạy tới chạy lui rồi đó. Đó. Mà cái bàn nhà thì nó vuông, cái nó thôi về. Thì mình gỡ cái bao ni lông ra thì mình để đây, nó hít xuống cái bàn à. Nó không có chạy tới chạy lui. Đại khái, ở đây thì nó rẻ. Cái này mình mua ở cái bằng cái gì? Office work của họ nó 60. Office work là 60. Đây nó bán có 20. Ba chục. À, các bạn có biết không, sau khoảng 2 năm mà bị Covid rồi, những cái trường hợp mà lockdown mà con nít nó ở nhà, nó tại nhà đó. Thì hồi xưa đó giờ thì cái chuyện chơi game là nó có rồi. Nhưng mà ai kia nó nghĩ ra những cái, nó làm những cái gọi là cái phòng nhỏ nhỏ vậy đó, cho mấy đứa nhỏ nó vui hơn, nó thích hơn. Cho nó mới lạ hơn. Nó mới lạ hơn thì trong một cái phòng nhỏ rồi mình set up đồ cho nó chơi hay là cái này này kia cái nọ, bởi vì nó nghĩ ra. Đây cái bàn. Đây cái này, bàn này nó lên xuống được luôn phải không? Bấm nút nào lên? Nó có nút rồi nè. Là xuống. Up down nè. Nó vừa tầm cho mình ha. À, tùy theo cái cỡ kích của đứa nhỏ, bao cao thì nó sẽ làm, mình muốn lên thì lên, đứa nào nó cao thì bấm lên. Nhiều khi nó chán thì nó đứng nó chơi, hoặc nó mỏi nó ngồi xuống nó chơi. Mình ngồi thì bấm thấp xuống ha. Ừ, đó. Đây, cái này mà mấy thánh mà chơi game
ở Việt Nam á, mà nhìn thấy cái bàn này rồi thế nào cũng đòi cha mẹ mua một cái đó. Thấy không ấy Thánh, thấy là ngon lành. đang chơi game, ngồi xuống cho game nha, bắt đầu bấm lên cái đứng lên nghe 1 2 3 đứng lên nghe. Hàng quá lên luôn. Thật sự á, mấy Thánh à, chơi game là nhìn cái bàn này là chịu không nổi đâu. Hay, đẹp quá. Ở đây là họ làm cho mình thấy là những cái khu nhà bếp mà đủ kiểu đa dạng. Ở bên kia có sinh, có đồ nấu đàng hoàng, trong này cũng vậy. Cái chỗ phòng giặt đồ gọn quá ha. Bây giờ nó làm thấy gọn vậy hết sức không? Nấu, sinh, rửa chén, có tủ lạnh, đựng bia đồ luôn. Có bếp mở rồi, có bia chẳng không có bếp. Tủ nào? Này tới nha. Trời, có bia. Đây các bạn thấy cái tủ mà của những người mà làm bếp ở đây, bây giờ họ đâu có chán được vô cái bếp là cái này là nó hay có cái là mình đẩy vô gần tới cái nó ngừng lại về nó đó. Đây shop clothing, thấy không, nó ngừng lại từ từ nó chạy nghe vô, nó không có gầm, nó gần tới là nó phải ngừng lại. Từ từ tới đó nó ngừng, nó chạy vô bảo đảm. Mấy bà, mấy ông mà có khó tính cỡ nào mà vô IKEA rồi là bảo đảm cỡ nào họ chiều các bạn cũng khó được. Khó cỡ nào thành dễ ha. Đây là cái chỗ mà để nướng. Ồ, cái lò nướng này gọn quá ta. Các thứ, dạ. Gọn quá ha. À, chúng ta muốn làm thằng than thì làm, muốn làm bằng ga thì làm. Các bạn thấy cái nó làm nhiều cái kiểu hay. Nhiều, 399. 400 thì cũng được. Đây được. Mỗi một cái bếp như vậy là theo mỗi một cái phong cách khác nhau à, từ tùy theo cái nhà của bạn, từ trung cấp, cao cấp. Cái này giống cái bữa mà mình đi coi không, cái sinh này nè. Nó vậy đó, nó âm ở dưới cái tủ á. Cái giò này cũng dễ thương quá nè. Yeah. Cái này người ta nó gọi là bán cổ điển. Là sao? Nó vừa cổ mà nó vừa tân. Kêu lúc inside nó có cái gì nó inside. Nó kêu lúc inside để mình lúc có cái gì trong. Yeah. Lúc coi. Wow. Đó. Quá đẹp luôn. Cái này mình đựng giống như là đậu nè, đậu phộng, đậu này, ớt rồi các thứ, rồi mình để đây mình xay từ từ vậy đó, mình kiếm đồ. Còn cái này là nó có cục thích. Mình đựng đồ ở đây. Đựng đồ ở đây, xong đậy nắp lại, dục bạc hết. Hay là hay vậy đó. Mà cái này hết luôn hả? Hết. Cái nào cũng hết. Wow. Đó. Hay quá vậy. Đừng có đứng gần. Cái này nó không có nắp, như mình để đồ vậy thôi. Hay quá. Và bên đây là cái khu mà gọi là cái người mà bán shop, bán đồ đó các bạn. Cà phê, cà pháo. Cà phê, bạn nè, máy cà phê nè. Đó, thấy không? Mỏi chân quá, ngồi đi mệt xíu ơi. Ở trong này họ bán cái giường niệm các kiểu các thứ các bạn, mà mình thấy rải rác cũng có các bạn trẻ mệt mỏi cái vô nằm cái ngủ luôn nha, họ cũng không có rầy nữa. Đây nè, phố mép ngủ giờ, ngủ tới chiều người ta cũng không rầy nữa, mát nữa. Thấy không, trời đất ơi, quá là mờ ảo, dễ thương ghê á. Nó design mấy cái đèn trắng trắng gì cái giờ mình thấy dễ thương quá. Mấy cái đèn ở trong IKEA làm thấy đẹp nữa. Giấy bình thường giấy, thôi nhưng mà họ làm thấy đẹp. Cái này giống như cho nít mà cái phòng cho nít đó, nó để phòng ngủ đó, nó vui đó. Nó mịn xèo hả, nó giống như nó không có lông bụi á. Đúng rồi, để thôi mấy cái có lông nó bị bụi, con này nó không có bị bụi đó, không có lông đó. Các bạn biết hồi nãy giờ mình đi phòng người lớn, phòng đồ này kia, đây cũng có phòng nít nữa nè, baby nè. Ai có con mua cái tủ như thế này. Đây đựng tả áo quần đồ. Muốn cái baby đây. Miếng baby. Ở chỗ này để tắm rửa thay tả đồ luôn nè. Dễ thương quá ha. Yeah. Kéo là được không? Nói vậy đó.
Đây cá mập rắn anh cho con nè. Họ làm rồi, họ làm tới đồ chơi cho con mình luôn nữa. Đây là cái tủ nhỏ đồ chơi cho mấy đứa nhỏ này, có lò, có xin, có đồ, thấy giống hệt không? Đây nè, có chảo, có đồ nữa nè. Ờ, cưng xíu cái nồi. Nít ở bên quê mình ở Việt Nam chơi nhà chòi nắng đất, chứ đây nít chơi nhà chòi đồ thiệt không á. Đó. Từ cái tủ cho tới cái... À, cái này có 150 hả? Đó, bởi vậy. Thương quá à. Cái khu này họ set up vậy cho mình thấy là giống như cái khu mà studio ở trong nhà mình á, để mình nghe nhạc đồ chơi đó. Đó. Đã ha. Các bạn thấy là cái người Thụy Điển làm, họ design, họ làm cái khu mua sắm cho mình đi một vòng. Mình đi mình không có bỏ sót chỗ nào, nếu mình đi theo cái mũi tên là không có bỏ sót cái gì. Đó, rồi bây giờ ra tới đây là cái khu này cho mình nghỉ ngơi, mình ăn uống, rồi đi có toilet rồi luôn. Xong xuôi rồi là mình xuống dưới tầng hầm là cái tầng đó đó, để mình lấy đồ, mình mua đồ. Là đồ nó, cái store nó nằm ở phía dưới đó đó. Đó. Cái nãy là mình coi cái số thứ tự xong rồi bắt đầu ghi vô đó, rồi mình số đó mình lấy. Đây nó để nè, cái menu bằng TV nè, mình coi ở đây là mình chọn. Nó. Ở đây nó tiếng là cái meatball của nó đó. Ồ, meatball là thịt mà nó cho nó bò giống như bò dừa viên. Sao cái này cũng ngon quá vậy? Cá về. Đồ ăn của ai kia này, đi tương đối cũng rẻ lắm. À, cũng được á, món cá nó ngon đó. Vậy là cái hai cái nó ngon đó, meatball với lại cái cá nó ngon. Thật sự ra đó mình cũng không có đói, mình cũng vừa ăn khi nãy nên thử ra mình chỉ coi thôi. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới cái phần mà nó chứ ở đây không phải là trưng bày, xuống dưới là để mình chọn đồ mình mua đó, mình mua rồi mình đi ra luôn đó các bạn. Mời các bạn nha. Khi nãy mình đi ở trên mình thấy nó bự rồi, nhưng mình xuống đây mình thấy nó còn bự nữa. Đi xuống đây kiếm đồ coi gì lạ lạ mua ạ. Đó. Ở cái khăn vai kia nè, mấy đồng vậy, màu dễ thương quá vậy. Đẹp quá à. Mà mắc quá. Nhiều mắc. 22 đồng rưỡi. Dữ vậy thôi, nó có cái hiệu á. Đúng rồi, khăn nó 10 đồng mà nó in cái hiệu vô bán. Phải đây khăn tốt rồi này. Thôi bỏ ở đây đi, đẩy cho nó nhẹ. Cháo ha, đẹp à. Có bếp khoái mấy cái tô rồi, lấy 1 chục cái tô. Người là nhiều lắm mà đâu có ai mà ăn thở gì là có 10 người. Thở có, ở nhà có rồi đó mà tại muốn thích cái tô này. Rồi. Bây giờ em kiếm nó. Cái vỏ ai kia nè, nó làm bên lớn này nhỏ xí vậy nè. Cái bự là cái đó để mình đựng đồ, còn cái nhỏ là bên lớn vậy đó. Thấy vui không? Đó. Còn cái túi giải là túi này. Bên này nhóc nè. Nãy mình lấy là mình lấy kiểu này. Mà này phải không? Ta lấy loại nắp này phải không? Bây giờ mình đi xuống đây đó, mình thấy cái khu này là cái khu mà gia đình để mà mình cho những người ta thích trồng cây kiểng rồi kia các bạn. Vô đây mình kiếm coi có cái gì lạ lạ không? Có biết phái trồng cây lắm. Đây, quá vui luôn. Các bạn biết có những cây đào rồi này kia nè, Tết rồi mình vô đây mình mua để về mình chơi cũng được. Mấy người mà người ta trồng sen đá, ta đi mua mấy cái này ra anh ha. 40 đồng cây như thế này. Mà sao cái màu nó thấy cũ quá vậy? À, không có gì tươi ha. À. Các bạn thấy ở trong này họ bán cây thiệt có, cây giả có nha. Cái này cây thiệt nè. Đó, cây thiệt nè bên đây. À, cái cây thiệt đó nhiêu cây vậy? Anh. Cây thiệt đó nhiêu cây vậy? À, 9 đồng. Cái lá nó ngộ ngộ ha. Ừ. Các bạn thấy lan không? 30 đồng một chậu.
4 triệu đồng một cây. Cái cây này người Việt mình thích mua, thích trồng lắm. Người ta gọi là cái cây may mắn, cây lucky vậy đó. Hay cây kim tiền vậy đó không biết. Kim tiền hả? À? Bên đây có cây gì được không? Cây tươi không là thấy không? Ủa cái chậu này, ủa chậu này 40 đồng ha. Đây là phó bếp, cái này mà mình muốn design mà Tết mà cái khung cảnh mà cái hàng rào á và bằng cây trúc á, đó mình mua vài bụi cây trúc giả về cái mình để lên là đẹp. À, mình lột ra đây là cái khu warehouse các bạn, những cái đồ mà đồ hơi lớn lớn một chút đó họ chất để họ giữ ở đây đó, mình thích đó, mình muốn mua cái gì đó, thì mình nói thôi, mình nói với những người mà họ bán đây họ chở cho mình. Ai kia đó họ có cho mình mướn những chiếc xe luôn, xe ven để mình chở đồ về nhà luôn đó. Mình chở thì mình khỏi phải trả tiền của nó, còn người ta nó chở nó lấy người ta tính tiền thì vậy đó. Mình rồi thích mua thì tự mình mướn chiếc xe mình chở về luôn, rồi đi ra luôn, ra đường này là ra luôn nè. Quá trời quá đất luôn, công nhận cái ai kia nó lớn khủng khiếp ha. Bây giờ cái này vô đây là tự mình tính tiền luôn nha các bạn. Trả xong rồi kia các bạn thì vậy đó, tự trả cho họ check sơ qua cái vậy, check của mình có làm có sót không. À các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển với phó bếp muốn review một vòng ở trong cái khu shop IKEA, là cái người Thụy Điển mà họ ban nãy họ có chia sẻ đó, là ông chủ là người Thụy Điển đó, thì cũng nhờ cái shop IKEA này mà cái giá thành những vật chất gì nó hạ lại. Hiển muốn chia sẻ để mà cho đại gia đình mình cùng xem giải trí 5-3 phút cuối tuần đó mà. Clip đến đây Hiển phó bếp xin kết thúc các bạn nhé. Thương mến Hiển chào trời, nhớ cho một like và đăng ký và share rộng rãi để mọi người cùng xem. Giờ thì Hiển phó bếp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.